Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà cài đặt mật khẩu cho máy tính. Thì để cài đặt mật khẩu cho máy tính thì mình đang hướng dẫn các bạn cách sử dụng cài mật khẩu máy tính cho Win 10 các bạn nhé. Thì các bạn đầu tiên các bạn chọn vào cái biểu tượng Windows ở góc bên trái. Đó, các bạn bấm vào đấy. Sau đó các bạn sẽ chọn là vào cái mục là cái biểu tượng là có hình người này, các bạn bấm vào đây. Rồi, sau đó các bạn sẽ tìm đến cái mục là Change Account Setting. Đấy, các bạn bấm vào nó nhé. Rồi các bạn chờ một chút. Thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Thì sau đó các bạn sẽ tìm đến cái mục là Sign In Option. Các bạn bấm vào đây. Rồi, thì máy tính của mình chưa có cài cái tài khoản mật khẩu cho máy tính, cho nên là các bạn sẽ thấy cái giao diện nó như thế này. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn đã cài mật khẩu cho máy tính rồi thì các bạn bấm vào cái biểu tượng có cái chìa khóa này, các bạn bấm vào đây này, thì nó sẽ hiện cái mục là nó cho phép chúng ta có thể thay đổi cái mật khẩu. Tuy nhiên là do máy của mình chưa có cài, vì máy của mình là máy cá nhân và chỉ một mình sử dụng thôi, cho nên là mình không có cài mật khẩu. Còn nếu mà trường hợp mà đã cài mật khẩu rồi thì ở đây nó sẽ hiện cái mục có tên user và có cái mục để thay đổi cái mật khẩu. Thế thì bây giờ mình chưa có mật khẩu, nếu trường hợp máy bạn chưa có mật khẩu thì các bạn sẽ thấy nó cũng tương tự như thế này. Thì để mà cài đặt mật khẩu thì các bạn sẽ chọn vào mục Add này. Đó, nó hiện lên một cái giao diện như vậy. Và các bạn sẽ tiến hành là các bạn sẽ đặt mật khẩu. Đấy, các bạn đặt mật khẩu ở đây. Rồi, ví dụ mình đặt mật khẩu. Thì nếu mà các bạn đặt mật khẩu cho máy tính thì các bạn nên đặt mật khẩu nó dễ nhớ các bạn nhé. Đừng có đặt mật khẩu khó quá, là các bạn dễ bị quên, sau này các bạn sẽ rất là khó khăn để các bạn đăng nhập vào máy tính. Và các bạn cũng phải chú ý là chữ hoa hay chữ thường này, các bạn chú ý là như vậy nhé, chữ hoa hoặc chữ thường. Rồi, ví dụ mình đặt mật khẩu là 123456, ví dụ như vậy. Đó, đấy, ví dụ mình đặt là mật khẩu là như thế, thì các bạn xác nhận lại cái mật khẩu mà các bạn đặt này. Và chỗ password hint này tức là cái gợi ý của cái mật khẩu đó. Đấy, ví dụ các bạn để gợi ý là số 1, ví dụ như thế, sao rồi số 6 ở cuối, ví dụ như vậy. Thì cái này nó là cái gợi ý của cái mật khẩu của chúng ta. Chúng ta có thể để hoặc không các bạn nhé. Rồi, sau đó mình bấm next. Đấy, yêu cầu. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta viết đây, mình viết số 1 vào đây các bạn nhé. Rồi chúng ta chọn Next. Rồi các bạn thấy chưa? Đấy là các bạn sẽ thấy là nó hiện một cái giao diện có chữ Finish và các bạn chọn Finish. Rồi, đó các bạn thấy là như vậy là chúng ta đã cài đặt được mật khẩu cho cái máy tính rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại máy. Khởi động lại máy thì khi đó thì máy tính của chúng ta sẽ yêu cầu phải nhập mật khẩu. Đó, thì chúng ta mới có thể đăng nhập được. Đó. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình khởi động lại máy thì mình sẽ không quay được cái màn hình cho các bạn xem. Cho nên là đến bước này thì các bạn chỉ việc khởi động lại máy thôi. Hoặc các bạn tắt máy đi thì lần sau là các bạn phải nhập cái mật khẩu đó thì các bạn mới có thể sử dụng được máy tính bình thường các bạn nhé. Đấy, thì đây là cái cách để các bạn có thể cài đặt mật khẩu cho máy tính của mình. Đấy, các bạn chú ý là như vậy. Ví dụ mình đóng này, mình làm lại từ đầu nhé. Các bạn bấm vào đây nhé. Rồi các bạn chọn biểu tượng hai người có cái chữ biểu tượng người này, các bạn chọn vào nhé. Rồi sau đó các bạn chọn trang account setting đúng không? Rồi sau đó các bạn tìm đến cái mục là sign in option này. Đó, rồi chúng ta chọn vào cái biểu tượng cái khóa các bạn nhé. Rồi các bạn thấy không? Đó, thì nếu mà trường hợp chúng ta đã có rồi thì nó sẽ hiện như thế này này. Đấy, your account password is all set up to sign Windows app or device. Đấy, các bạn thấy không? Nếu các bạn thay đổi mật khẩu hay gì thì các bạn bấm vào change. Đó, thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái mật khẩu đó. Đấy, thì sau đó các bạn muốn thay đổi gì đó mới được. Tức là các bạn phải nhập đúng cái mật khẩu đó thì chúng ta mới được phép truy cập vào cái máy tính
mà chúng ta có thể thay đổi mật khẩu nếu chúng ta muốn. Đấy, các bạn hiểu không? Rồi, thì đây là cái video để mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt mật khẩu cho máy tính nếu trường hợp mà các bạn muốn. Thì nó cũng khá là đơn giản, đúng không ạ? Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất các bạn nhé.